Xin chào mọi người, con tên là Trần Kỳ Quốc, năm nay con 8 tuổi, mẹ con tên là Lê Thị Thị Trang. Hôm nay hai mẹ con có tham gia cuộc thi vào bếp cùng mẹ. Mọi người hãy like và share ủng hộ hai mẹ con nhé. Mã số của hai mẹ con là số 08. Khuyên mọi người